Mừng sinh nhật Liên Quân Mobile, từ ngày mùng 5 đến ngày mùng 10 tháng 12 sở hữu ngay áo thun Liên Quân chỉ với 169k, đặt mua ngay tại shop.gg.com. Wow, xin chào tất cả mọi người và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Trước mắt các bạn đây là vị tướng mới mang tên Ata, đỡ đòn đấu sĩ khống chế kiêm thêm cả vai trò tiền vệ. Và đây là một vị tướng, chúng ta có thể nhìn thấy cái ngoại hình của vị tướng này nhìn khá đẹp trai. Chúng ta cùng xem qua lại màn xuất hiện. Ata lướt trên biển, đứng trên đầu con bạch tuộc và sau đó bạch tuộc đưa cho Ata đó là một cái mỏ neo. Ata cầm lấy cái sợi tua của bạch tuộc đó và nhảy một vòng. Trên người vị tướng Ata 6 múi trai đẹp, 6 múi chuẩn xoáy ca, đặc biệt là nhìn rất mạnh mẽ với những hình xăm. Đây không biết là phải cướp biển đâu, mình nghĩ là không phải cướp biển đâu. Hoặc là anh Hùng đang dạo chơi trên biển thì phải. Đằng sau Ata đó là một cái đuôi con mèo thì phải. Ok, chúng ta sẽ cùng test về bộ kỹ năng của vị tướng mới này nhá. Rất xin lỗi mọi người là cái vị tướng mới này chưa mở bán, thế nên là cần phải sử dụng một chút thủ thuật mod để có thể là xem được bộ kỹ năng vị tướng này. Rất là cảm ơn bạn Hoàng Minh Thắng đã hỗ trợ mình, đã giúp đỡ mình để có thể là đem chất tướng mới review cho mọi người. Mình hóng vị tướng này ra mắt chính thức quá, ra mắt chính thức ở bản thử nghiệm. Nó mà ra một cái thôi chúng ta sẽ có thể mua để test, để xem là nó ăn hành hay là nó bán hành cho đối phương. Đỡ đòn à. Let's go, chúng ta cùng test bộ kỹ năng của vị tướng mới. Đầu tiên là hiệu kỹ năng, thì các bạn có thể nhìn thấy hiệu kỹ năng đều ra nước rồi. Và đây sẽ là vị tướng tiếp theo đến từ biển khơi gia nhập vào Liên Quân Mobile. Chúng ta sẽ cùng test về nội tại chương 1, chương 2, chương 3 nhá. Tìm hiểu dần dần. Nếu mà mình có tìm hiểu sai một chút gì đó, các bạn có thể để lại bình luận bên dưới. Chứ bản thân mình cũng là test vị tướng này, nó cũng chưa được dịch đâu. Bộ kỹ năng chưa được dịch đâu. Đã có sự hỗ trợ đến từ bạn Thắng đã giúp đỡ mình để có thể hiểu được bộ kỹ năng. Chúng ta sẽ cùng đâm đầu vào trụ nha. Trụ bắn này. Wow. 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 Trụ bắn tạo ra một lớp giáp ảo và quẩy. Hồi 400 máu, cái gì vậy trời? Đây là nội tại của vị tướng mới. Hồi rất nhiều máu. Các bạn để ý giúp mình lao vào trụ bắn. Và sẽ tạo ra lớp giáp ảo. Và chúng ta đánh một cái thì máu sẽ được hồi phục vào cái lớp giáp ảo đấy. Biến mất lớp giáp ảo luôn bằng hồi phục máu thật. Quá khủng khiếp. Nội tài của vị tướng này là mỗi khi chịu sát thương thì lượng máu đã mất đi sẽ lưu lại tạm thời dưới dạng máu ảo, không tác dụng chặn sát thương. Trong thời gian đó, mọi đòn tấn công trúng đích bao gồm đánh thường, chiêu thức và sát thương từ trang bị như là áo choàng lửa sẽ giúp chuyển một phần lượng máu ảo đó thành máu thật. Sát thương lên nhiều mục tiêu sẽ được cộng dồn, chúng tướng địch sẽ được hồi lại nhiều hơn, đặc biệt là máu ảo giảm dần mỗi 7 giây. Ok, với chiêu thứ nhất thì các bạn có thể nhìn thấy nhảy và làm choáng. Ui trời ơi, chiêu thứ nhất nhảy và làm choáng mục tiêu. Nhảy 3 phát làm choáng mục tiêu. Và đòn đánh của vị tướng này như là được cường hóa, đánh một phát chết mấy cái mục tiêu đứng xung quanh thì phải. Khá dị luôn. Đúng thật là một chất tướng đỡ đòn. Đỡ đòn khống chế, khả năng hồi phục máu có, khống chế có, đó là làm choáng, hồi phục máu đến từ nội tại. Đấy, ui hồi 700 máu để ai chơi. Khủng khiếp quá các bạn ạ. Ui đường trong trụ này, đánh này, trụ bắn này. Cũng thốn. Giáp ảo rất dày, đến từ nội tại, trời ơi. Khủng quá các bạn ạ. Chiêu thứ nhất này. Nói chung là vị tướng này mình cảm thấy là đi ganh hiệu quả rồi. Đến từ kỹ năng thứ nhất. Chiêu thứ hai. Wow. Chiêu thứ hai là tạo ra một cái mỏ neo và lôi. Lôi đối phương theo hướng chỉ định vào bản thân. Trong khoảng thời gian này thì làm khống chế đối phương. Quay, nó có thể hút đối phương đi luôn nếu mà các bạn đứng sát. Hút vào địa hình thì làm choáng đi phải. Đứng từ xa thì các bạn lao tới. Còn đứng gần thì các bạn hút đối phương. Đó.
Chiêu thứ 3. What? Cái gì vậy? What the heck? Cái gì vậy trời? Chiêu thứ 3 chúng ta sử dụng thì nó tạo ra một, hình như là mình để ý là có một cái thuyền, có một chiếc thuyền đã bị một cái con bạch tuộc. Đó, bạch tuộc tua kìa, những cái sức tua của nó bám xung quanh. Chiêu cuối của vị tướng này bám xung quanh một con thuyền thì phải. Trời ơi, đúng thật là những vị tướng mới này đem đến cho bản thân mình những cái điều bất ngờ. Rất bất ngờ luôn các bạn ạ. Vừa xong thì mình đã cho mọi người xem qua một chút thông tin đến từ nội tại rồi. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu đến thông tin từ chiêu thứ nhất vị tướng Ata. Chiêu thứ nhất của vị tướng Ata đó là nhảy tới theo hướng chỉ định và gây sát thương. Khi tiếp đất sẽ nhảy thêm một lần nữa theo hướng di chuyển. Lần tiếp đất thứ hai sẽ gây sát thương tương đương lần một và hất tung mục tiêu khi mà trúng chiêu. Đó, thế là nó như kiểu là nhảy 3 lần các bạn ạ. Nhảy tới theo hướng chỉ định nhá, và gây sát thương đấy là lần nhảy thứ nhất. Và nhận lần nhảy thứ hai, nếu mà tiếp đất thì các bạn nhảy được thêm lần nữa. Sau khi tiếp đất các bạn nhảy thêm lần nữa thì nó sẽ kiểu là hất tung làm choáng đối phương, vừa gây thêm cả sát thương. Đấy là chiêu thứ nhất. Chiêu thứ hai của vị tướng này có một chút thông tin đây. Đó là tung mỏ neo kéo địch phía trước lại gần một đoạn ngắn nha. Nếu mà mỏ neo trúng địa hình, bản thân sẽ lao tới vị trí đó, đồng thời kéo theo các mục tiêu trên đường đi và làm choáng khi tới nơi. À, thế thì nếu mà sử dụng combo vị tướng này, các bạn cần phải sử dụng chiêu thứ hai chuẩn xác. Trúng vào địa hình thì các bạn sẽ lao tới địa hình. Đặc biệt là trong khoảng thời gian lao tới địa hình, các bạn sẽ lôi theo nhiều mục tiêu. Chiêu thứ hai thì cái tầm sử dụng nó cũng khá. Chuyển được.
bị bức tường nó ngăn cản rồi mà. Ok, bây giờ mình sẽ kết thúc luôn trận đấu tại đây nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian quý giá để xem video clip của mình. Nếu các bạn thấy hay hoặc là không biết để lại bình luận gì thì các bạn có thể để lại một dấu chấm hoặc một dấu phẩy dưới phần bình luận giúp mình nha. Để ủng hộ công sức mình, mình sẽ cố gắng cập nhật những cái thông tin chính xác nhất về các vị tướng mới để cho tất cả các bạn đỡ bị bỡ ngỡ. Cảm ơn tất cả các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bye bye mọi người. Hiện tại thì mình đang live stream trên ứng dụng NodoLive vào những buổi tối để có thể kéo dành team 5. Vậy nên các bạn nào có nhu cầu muốn giao lưu cùng mình, muốn chơi cùng mình thì có thể qua NodoLive follow ID 8915517 để có thể nhận được những thông báo trước khi mình live stream.